Các bạn, mình tên là Nguyễn Lê Thái Vi, năm nay mình 10 tuổi, mình học tại trường tiểu học Kim Đồng. Hôm nay mình muốn giới thiệu cho các bạn một cuốn sách mà mình vô cùng yêu thích. Và mỗi người chúng ta ai cũng đều có những sở thích riêng của mình, bản thân mình cũng vậy. Mình luôn đam mê đọc sách, thích rất nhiều thể loại sách, vì đọc sách có thể nuôi dưỡng tình cảm và mở mang trí tuệ con người, làm con người trở nên ưu tú hơn. Trên đường đời của mỗi người chúng ta, ai cũng phải cần có những cuốn sách để dẫn lối. Thông qua việc đọc sách, thông qua việc học tập và giáo dục để cho chúng ta có những đức tính tốt, từ đó có được tương lai tốt đẹp. Một nhà văn có nói, sách là ngọn đèn sáng bất diệt của trí tuệ con người. Câu nói trên có ý nghĩa như một chân lý, khẳng định vai trò quan trọng của sách, đồng thời cũng là lời khuyên mọi người hãy tạo cho mình một thói quen thường xuyên đọc sách. Và hôm nay, mình muốn giới thiệu cho các bạn một cuốn sách mà mình vô cùng yêu thích. Nó đã giúp mình thay đổi suy nghĩ trong việc học và là động lực để mình cố gắng hơn trong dự định của tương lai. Mình rất là yêu quý và trân trọng cuốn sách đó. Đấy là cuốn sách Việc học không hề đáng sợ. Để cho các bạn nhìn rõ hơn thì mình đã chuẩn bị sẵn một bức tranh có hình ảnh bìa của cuốn sách. Như các bạn cũng đã thấy, trên cuốn sách là một cô gái đang ngồi suy nghĩ về việc học tập của mình. Và cuốn sách này nằm trong nhật ký trưởng thành của đứa trẻ ngoan bởi tác giả Trương Cần, do Minh Thắng Books mua bản quyền liên kết với nhà xuất bản Dân Trí. Là cuốn sách gồm 10 cuốn, những câu chuyện thú vị, sinh động, dễ đọc, dễ hiểu trong đời sống, mang đến cho ta cách nhìn tư duy đa diện về việc học tập, cũng như sự tự tin, lòng trung thực, lòng biết ơn, từ đó bồi dưỡng lên những đức tính tốt đẹp, tiếp thu năng lượng tích cực. Và sau đây, mình đã chuẩn bị một số bức ảnh từ trong sách. Như các bạn cũng đã thấy, cuốn sách này chủ yếu viết về việc học tập của mỗi người là không hề đáng sợ, chỉ là mình chưa biết cách, chưa tìm được phương pháp học đúng. Trên những trang giấy là những câu chuyện thú vị, sinh động, ngôn từ ấm áp, gần gũi, hình ảnh tươi sáng phù hợp với lứa tuổi học sinh chúng ta. Nó là những bài học quý báu tạo động lực cho chúng ta biết rằng việc học không hề đơn giản mà chúng ta đòi hỏi, phải bỏ ra rất nhiều thời gian và công sức. Cũng như trong cuộc sống, khi mình thích một việc gì đó, bạn phải cần nỗ lực và dùng hết sức mình, nhất định bạn sẽ thành công. Cũng như cuốn sách này nói, chúng ta muốn thích một việc gì đó, mình sẽ không bao giờ cảm thấy vất vả nữa, mà ngược lại, bạn sẽ cảm thấy hứng thú hơn. Cũng như trong học tập, khi bạn cảm thấy chán ghét, thì bạn hãy xem lại bạn đã tìm được hứng thú trong học tập hay chưa nhé. Cuốn sách này tập hợp 20 mẫu truyện nhỏ, cũng là 20 bài học quý báu dành cho lứa tuổi học sinh chúng ta, là những câu chuyện đầy năng lượng tích cực, khéo léo xen vào trong ngôn sống với những gợi ý trưởng thành. Nhưng câu chuyện làm cho mình tâm đắc nhất đó chính là câu chuyện học là phải tư duy. Câu chuyện nói về sự thành công của Hoa Đà có được không phải là nhờ ý chí thông minh của ông, phần lớn là do ông chăm chỉ, tư duy và siêng năng học tập. Ông không bao giờ học mà không dùng tới tư duy của mình. Từ đó cho mình hiểu được rằng phải xem trọng sự phát triển tư duy, vì nếu không có khả năng, tư duy sẽ không tự học tập được, không hiểu biết gì mà không rèn luyện bản thân tốt lên. Trong một cuốn sách nhỏ, tác giả đã đem đến cho bao người xem cách nhìn khác về học tập, mang đến cho ta cách nhìn là học tập quan trọng đến như thế nào, ảnh hưởng ra sao đến tương lai. Nó giúp cho các bạn nhỏ như mình ý thức ra tầm quan trọng của học tập, biết cách học đúng, biết những điều hay lẽ phải. Trong quá trình đọc, mình không những đọc được bao nhiêu câu chuyện hay, mà còn gặt hái thêm được nhiều kiến thức mới. Từ đó có thể suy ngẫm, huấn luyện tư duy thông qua những mẫu truyện này. Với giọng văn nhẹ nhàng, lời khuyên bảo không gay gắt, khoa trương như một lời giảng dạy, ấm áp, tận tình như một người thầy, người cô, mang lại những hứng thú đến cho chúng mình. Và đó là những cảm nhận của mình sau khi đọc xong cuốn sách Việc học không hề đáng sợ. Cuốn sách còn khuyên chúng ta là phải luôn luôn rèn luyện bản thân mỗi ngày để chúng ta có thể biết được nhiều điều giá trị trong cuộc sống này, luôn học tập, siêng năng rèn luyện.
phát triển bản thân để chúng ta có thể học hỏi và học ngày một tốt hơn. Thay vì dành thời gian cho những điều vô bổ, bạn hãy thử đọc cuốn sách này nhé. Mình tin rằng thời gian bạn bỏ ra sẽ không lãng phí đâu. Bài giới thiệu của mình đến đây là kết thúc.